Tôi tên là Phạm Văn Tuấn, 17 tuổi, xin kết nối với cô La Thị Thanh Hằng, 48 tỷ. Tôi chỉ xin cô Hằng giúp đỡ cho con tôi mỗi tháng 2 triệu và mỗi ngày đối với tôi ủng hộ cho tôi 2 bữa cơm. Tôi sẽ yêu mến, chung thủy và lo sức khỏe cho cô Hằng trọn đời. Chú ở rể không? Có ở rể trọn đời. Tụi con mình lo cho mắc bây giờ gì, khả kêu năng vợ của tôi có thể tôi làm, tôi đi chữa bệnh với tôi đi đánh nhạc, một tháng tôi có thể là kiếm được cũng ít nhất cũng 7-8 triệu, cũng đủ nuôi được 2-3 đứa chứ không phải một đứa. Nhưng tôi muốn rằng tôi để dành cái thời giờ không còn phải suy nghĩ tiền cơm gạo chờ nữa, để cái thời giờ đó chúng tôi xung vào cái vấn đề chữa bệnh từ thiện 100% cho tất cả mọi người. Mình bây giờ rể mình có mang theo tài sản đi không? Không, tài sản thì tôi có 2 triệu, à có 200 triệu. 200 triệu. Mình có mang đi không hay để à, cho con? Cũng để ở nhà tôi, để phòng, con cái. Để tài sản được cho con. Là mình bây giờ rể là mình đi 2 bàn tay trắng thôi. 2 bàn tay trắng. Tôi chỉ cần 2 bữa cơm. 2 bữa cơm. Dạ, 2 bữa cơm. Để tôi có không còn cái lo nghĩ tiền cơm gạo chờ nữa. Thì bây giờ chú cũng còn phong độ nè, trong giấy tờ là 7 mấy tuổi. Bây giờ lên chương trình có mấy cô mấy chị ở chợ thương chú, thích chú được không? Đến đi chơi chú được không? Hay sao? Thì đương nhiên là không rồi. Không, chúc sao vậy chú? Chương trình kết nối yêu thương, các anh được sức khỏe, hạnh phúc, sống thọ. Yeah. Và xin chúc cộng đồng mạng sức khỏe, hạnh phúc, trường thọ và thành đạt. Rồi, trước hết thì chú cho biết chú tên gì, bao nhiêu tuổi? Tôi tên thật là Phạm Văn Tuấn. Chú Tuấn, tuổi thật trong gia phả là Kỷ Hợi, nhưng trong giấy là tuổi Đinh Hợi. Rất à. Nhưng mà trong giấy là, nếu đúng trong giấy là chú bao nhiêu tuổi? Trong giấy là 77. 77 tuổi. Được. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng. Mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Thôi cứ theo giấy tờ đi. Năm nay là 76 tuổi, 77. Rồi sao 77 ha? Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chú sao? Dạ tôi ly hôn cũng 10 năm rồi. 10 năm rồi. Chú có mấy người con? Tôi 2 người con. Con lớn lập gia đình thế chưa chú? Con lớn lập gia đình có 2 cháu nội cái. Cháu nội. Rồi bây giờ chú ở riêng hay ở chung với con? Tôi ở với đứa con út. Ở nhà mình ở đâu chú? Tôi ở Củ Chi, sát chợ Bình Dương. Dạ. Từ lúc giờ chú có tìm hiểu thêm cô nào nữa không? Dạ, cũng chưa có tìm hiểu, tại vì tôi không có ý định bước thêm một bước nữa. Hôm nay chú xem chương trình tụi con rồi, chú thấy có cô nào, chị nào phù hợp với chú không? Chú dạ, kết cô nào chưa? Hiện giờ thì với sự động viên của con tôi thì tôi đã quyết định đi lên đây để kết nối yêu thương. Và chúng tôi có qua chương trình của Huy Hùng thì dạ, có thấy là có cô La Thị Thanh Hằng. La Thị Thanh Hằng là 2 chiếc ô tô đi. Dạ, đi chiếc xe màu trắng đúng không chú? Đó, tài sản 48 tỷ. Lương 110 triệu. Cái vấn đề tôi đến kết nối với cô La Thanh Hằng không có nghĩa là cô có xe, có tiền, có vàng. Dạ. Mà tôi chỉ muốn như thế này, là tôi muốn có một người bạn đời cuối đời. Rồi. Thứ nhất là để giúp nhau trong, dạ, tuổi cuối đời. Chú mà... hai thì 77 theo trong giấy chú 77, chị Hằng thì 57-58 tuổi, thì trên lệch nhau 20 tuổi, chú thấy sao? Thì nếu đúng thường thường người ta tính tuổi vợ chồng tính tuổi âm, có nghĩa là tuổi thật cha sinh mẹ đẻ. Tôi nghĩ như thế. Yeah. Rồi thì thế này, tôi muốn có một người về ngoại hình thì coi được, coi được chứ không cần phải đẹp. Ngoại hình thì coi được. Thứ hai là về kinh tế thì kinh tế sao chú? Thì thế này, tôi không có lợi dụng người đến với tôi, nhưng tôi hiểu là cung cấp cho tôi được một tháng 2 triệu bạc để cho đứa con út của tôi.
Là dạ, coi như chú lấy vợ về, vợ phải cung cấp cho chú 2 triệu. 2 triệu để cho con út của tôi. Vì con út của tôi nó thương tôi khi mẹ nó bỏ tôi. Con lớn gì chú? Nó giận rồi, 32 tuổi. 32 tuổi sao dạ, còn cung cấp 2 triệu cho con? Tại vì bây giờ nó bị trầm cảm rồi, sau đó trầm nó cảm, bị điên luôn. Mà bây giờ thì nó bớt rồi. Nhưng mà 2 triệu đó thì mình lấy vợ về, 2 triệu đó vợ phải cung cấp ha? À, cũng cho coi như là cung cấp thương tôi thì giúp cho con tôi tháng 2 triệu bạc dạ, để cho tôi được yên lòng. Vợ phải cung cấp hay là chú cung cấp? Người bạn đời cung cấp. Và còn riêng tôi thì chỉ cần 2 bữa cơm là đủ hai rồi. 2 bữa cơm là đủ. Rồi khi một khi tôi đã không còn nghĩ tới tiền cơm gạo chợ nữa thì tôi sẽ dùng cái khả năng nghề nghiệp của tôi để tôi cứu người. Vì tôi là một bác sĩ đông y và cũng là một nhạc sĩ. Chú là bác sĩ đông y đúng không? Vâng. Nhưng trước giờ mình làm có dành dụm được chút ít nào không chú? Có. Sao mình phải cần bây vợ phải cho cung cấp 2 triệu cho bây con? Bây giờ tôi có được 200 triệu. 200 triệu. Thì bây giờ chú làm cũng được mà. Thì mình tập con mình lo cho mắc bây giờ gì phải khả kêu năng vợ của cung cấp 2 triệu. Có thể tôi làm tôi đi chữa bệnh với tôi đi đánh nhạc. Một tháng tôi có thể là kiếm được cũng ít nhất cũng 7-8 triệu. Cũng đủ nuôi được 2-3 đứa chứ không phải một đứa. Yeah. Nhưng tôi muốn rằng tôi để dành cái thời giờ không còn phải suy nghĩ tiền cơm gạo chợ nữa, để cái thời giờ đó chúng tôi xung vào cái vấn đề chữa bệnh từ thiện 100% cho tất cả mọi người bị đau cơ xương khớp. Nhưng mà bây giờ chú một tháng chú được 7-8 triệu thì chú tự chú cấp cho con chú, sao chú lại bắt cái người vợ của mình chú cấp 2 triệu? Thì bây giờ trong trường hợp đó thì tôi phải làm. Tôi phải làm. À, khi làm bây giờ đâu tôi còn cái lý tưởng của tôi là chữa từ thiện cho mọi người. Một khi bây giờ còn là chú phải làm, khi nào chú lấy vợ về là chú ở nhà chơi không phải làm nữa đúng không? À, không làm tức là thì giờ đó tôi để chữa bệnh từ thiện cho mọi người. Bây giờ chú mà đến với cô Hằng 4-5 tỷ thì chú ở đâu? Thì cô muốn ở tôi nhà tôi thì tôi cũng đồng ý, mà cô muốn ở rể thì tôi cũng đồng ý. Điều tức là đúng. Con tôi đã có chu cấp cho nó 1 triệu, với cô đó 2 triệu nữa là 3 triệu là tôi yên lòng rồi. Mà sao con mình lại bắt cô đó chu cấp? Không phải là bắt nhưng mà yêu cầu như thế để tôi có thể là rồi, yên tâm. Coi như là ai mà thương chú, yeah, như cô, ví dụ như cô Hằng đi, hợp chú về ở bên nhà cô Hằng luôn đúng không? Ở rể. Rồi hàng tháng là cô Hằng phải cung cấp cho con trai của chú là 2 triệu. Đúng. Đó, nói thẳng là vậy. Còn phải nuôi chú ngày 2 bữa cơm nữa. Ngày 2 bữa cơm. Chú chỉ cần nuôi 2 bữa. Tôi để thời giờ tôi giúp cho mọi người. Nhưng mà như vậy thì cô Hằng được cái gì? Hả? Ví dụ bây giờ thì đương nhiên là cô Hằng có được một người chồng cũng có cái nghề nghiệp ổn định, có người nghiệp ổn định, bà cũng có một người chồng thứ nhất không thuốc, không rượu, không bia, không gái gú, có nghĩa là không tôi có đủ luôn tiêu chuẩn đó. Mình đi ở rể mình có mang tài sản đi không chú? Hả? Mình đi ở rể mình có mang theo tài sản đi không? Tài sản thì tôi có 2 triệu, có 200 triệu. 200 triệu. Mình có mang đi không hay để cho con? Cũng để ở nhà tôi để phòng con cái cho con. Để tài sản để cho con. Là mình đi ở rể là mình đi hai bàn tay trắng thôi. Hai bàn tay trắng. Tôi chỉ cần hai bữa cơm. Hai bữa cơm để tôi có không còn cái lo nghĩ tiền cơm gạo chờ nữa thì tôi mới có thời giờ để giúp cho mọi người được. Căng vậy. Và tôi chữa hoàn toàn miễn phí. Chú giúp không? Chú giúp không? Rồi vợ phải lo cho chú là ngày mấy bữa cơm, rồi lo cho con nữa. Con của chú. Thì giống như là khó đó. Giống như người vợ của tôi cũng như kiểu là làm từ thiện vậy thôi. Nhưng mà khó chú, tự nhiên bây giờ lấy chú về rồi lo cho chú ngày 2 bữa cơm, rồi lo cho con của chú nữa. 2 triệu nữa. Dạ, còn nếu không thì tôi khỏi cần lo cho con tôi thì tôi phải đi làm. Tôi đi làm. Dạ. Rồi. Bây giờ chú cũng còn phong độ nè, trong giấy tờ là 70 mấy tuổi. Bây giờ lên chương trình có mấy cô mấy chị ở chợ thương chú, thích chú được không? Đến đi chơi chú được không? Hay sao? Thì đương nhiên là không rồi. Sao vậy chú? Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất lượng an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Tại cái yêu cầu của tôi thì yêu cầu như thế.
yêu cầu là phải đến cửa hàng 48 để cho tôi được yên tâm, tại vì ai cũng thương con hết. Và có một yêu cầu nữa là cho dù tôi ở rể, tôi có một yêu cầu là trong vòng 3 tháng cho dù ở đâu thì phải để cho tôi về thăm con một lần. Cái quyền đó, quyền kia không phải đón con đi ở rể luôn đấy chú, vì làm một người cha không thể nào bỏ con được. Nhưng mà con lớn tuổi rồi, 30 rồi ha, mà mấy nhưng mà tại chú đón con chú đi ở rể luôn vì nó có bệnh đó. Bây giờ đưa con mình đi ở rể luôn được không? Không biết nó có chịu đi không. Nếu mà nó chịu thì càng tốt, có sao. Hai cha con đi ở rể luôn. Thôi bây giờ chú 76 rồi, cô Hằng thì 58 nè, chênh lệch nhau 20 tuổi. Mà chú về bên cô Hằng này chú có giúp được cô Hằng gì không? Bà ủa xã không? Tôi á, bà xã tôi chênh nhau đến 26 tuổi lận, chứ không phải 20. Bà xã của tôi á, bà xã đó thì mình quen từ sinh năm 1971, tức là tuổi với bà Phương Hằng đó, là đuổi Tân Hợi đó. Nhưng mà cái đó là mình quen từ lúc nhỏ, còn bây giờ mình đến đột ngột mình đến với cô Hằng là 48 tỷ mà 58 tuổi. Rồi bây giờ mình về bên cửa hàng mình phụ được gì nè chú? Bảy mấy tuổi rồi, chú nhắm làm được gì? Thì tóm lại là thí dụ như cô Hằng thương tôi mà không Hằng con không giúp cho con tôi thì tôi phải đi làm, tôi phải làm. Còn nếu cô Hằng có thể đảm bảo được cái vấn đề đó như là làm từ thiện thôi thì tôi sẵn sàng chấp nhận. Trời ơi, lấy chồng là lấy chồng, còn từ thiện là từ thiện chứ chú. Sao lúc bây giờ tôi đâu có còn thì giờ để mà lo tiền cơm gạo chờ nữa thì tôi mới yên tâm để giúp cho mọi người với tính cách là hoàn toàn từ thiện 100% về cơ xương khớp, vì tôi là bác sĩ cơ xương khớp. Bác sĩ có học trong trường ra không hay là tự học? Dạ, học trường ra. Trường nào chứ? Có giấy đàng hoàng. Có bằng cấp không? Có. Học trường nào ra? Ban đầu thì là 4 năm là ra cái bằng lương y. Sau đó làm cho nhà nước 12 năm. Rồi sau đó tôi chữa, nghĩa là kịch liệt quá. Chắc không đó. À, dạ, tôi có trong điện thoại. Có. Rồi, chút xíu. Nhưng mà bây giờ mà đi lấy vợ mà lại bắt vợ trả 2 triệu cho con mình nữa. Nuôi con mình một tháng bắt buộc phải 2 triệu rồi chú. Dạ thì tôi 1 triệu để con 2 triệu nữa là 3 triệu nó mới đủ 3 sống. 3 triệu. 3 triệu. Nó mới đủ sống. Nhưng mà giờ về chú không có làm gì hết, chú về chú ở bên cô Hằng ở không như xưa đó tôi rồi. Nếu không làm thì tôi có làm nó, làm là làm để mà phục vụ cho đồng bào cho mọi người. Bây giờ chú trước hết chú phải lo cuộc sống chứ. À con nếu lo cuộc sống thì tôi sẵn sàng, vì cái nghề nghiệp của tôi đâu có bỏ được. Vậy chứ tiền chú không với chú về cái lo cho chú rồi lo cho rồi, con chú. Muốn làm thì tôi làm. Cũng làm thì tôi mở phòng mạch tôi làm, chứ có gì đâu, tôi có giấy phép mà. Giờ mà mở phòng mạch thì phải đầu tư nhiều á chú. Không, mấy trăm triệu á. Cái đó có gì đó đầu tư. Tôi chữa bệnh không dùng thuốc. Không dùng thuốc mà bệnh bớt liền tại chỗ. Lâu nay tôi chữa bệnh không bớt, tôi không lấy tiền. Còn bớt rồi thì tùy hỷ, tôi cũng không lấy tiền nữa. Rồi giờ bây giờ mấy cô mấy chị mà ở chợ thì thua hả chú? Không lên thì chú hả? Không, ở chợ thì không. Sao vậy chú? Bây giờ mình không lên mình tìm được. Một nửa thương nè. Chỉ cần người đó thương chú thật lòng đi. Rồi hai người cùng làm cùng ăn thì con nghĩ có thể là một không được. Một là đó. Tôi xin nước về nhà tôi. Vì nhà tôi có nhà cửa, có nhà riêng. Hai là tôi sẵn sàng đi ở rể. Nhưng tôi phải cung chu cấp cho con tôi một tháng 3 triệu. Vì bây giờ nó bệnh mà. Rồi. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà chú đi ở rể là chú lựa mấy cô có điều kiện tí xíu. Còn mấy có cô điều mấy kiện chị chút. Chứ tôi cũng không lợi dụng. Không có điều kiện. Vì bản thân một tôi cũng làm bắt, ra tiền. Một tháng chú bắt người ta trả cho con chú 2 triệu rồi mà không lợi dụng như cái gì nữa. 3 triệu nữa. 3 triệu rồi ăn cơm. Thật ra không phải là bắt cái không phải là lợi dụng đó, đó là... giống là cái vấn đề từ thiện có người ta có thể giúp cho những nghèo khổ là cả hàng chục triệu, muốn gì là có 2 triệu bạc. Từ thiện là từ thiện, còn lấy chồng là lấy nhưng chồng mà không, chứ. Không giúp thì tôi phải đi làm. Tôi về thương yêu vợ. Mà chủ yếu là tôi săn sóc, tôi chăm sóc trong suốt cả cuộc đời, trong nghề nghiệp của tôi. Ngoài cái vấn đề cơ xương khớp là chính, tôi còn chữa rất nhiều bệnh, kể cả một số bệnh ung thư mà bệnh viện trả về tôi cũng còn cứu được vài người sống lại được. Tôi chữa rất nhiều bệnh, hàng trăm bệnh chứ không phải là một cái bệnh đâu. Càng vậy chú. Cho nên là cái vấn đề đó. Nếu cô đó thương tôi, thương con tôi thì giúp đỡ như thế để tôi yên tâm. Mà nếu không thì tôi về tôi vẫn
làm để ra tiền, làm ra tiền. Và chủ yếu thứ nhất cái vấn đề mà đã nó thương nhau thì ai cũng nói là chung thủy, nhưng mà quan trọng nhất là khi ở với nhau mới biết có thủy chung hay không. Ngoài cô Hằng ra chú có chọn cô nào nữa không? Ngoài cô Hằng đó thì ở cái chỗ trước đây ở bên chỗ Đức Tuấn thì có chọn cô Hoa hoặc cô Nhung. Cô Hoa Lâm Đồng. Cô Nhung Lâm Đồng đúng rồi. Lâm tỷ cái máy hết cao su á, cà phê. Vì tôi nghĩ là mấy cô đó có thể có khả năng với một cái đồng tiền nhỏ nhỏ, 2 triệu bạc không đáng gì. Chú tính hết rồi, mấy cô tôi, là nhiều. Để tôi có chịu, không đáng kể cái điều kiện là không lo về tiền cơm gạo chợ, và tôi cũng không ra đi ở riêng mà để con tôi phải thiếu thốn. Ý tôi vậy. Mà nếu mấy cô không bằng lòng thì thôi. Dạ. Còn nếu mấy cô nói về phải làm, thì tôi làm, tôi vẫn làm. Mấy cô lấy cô về. Quan trọng nhất là tôi thương yêu hết mình. Nhưng mà chung mấy cô mấy chị ở trọ thì không được hả chú ha? Dạ, ở trọ không được. Cái nhà chú có nhà mà tại sao không đón mấy cô ở trọ về nhà mình ở luôn? Thì đó, tôi rước về. Nếu mà có mấy cô chịu thì tôi rước về. Nhưng nhà mấy cô ở trọ về nhà mình được không? Hả? Mấy cô đang ở trọ về nhà mình ở được không? Không, không. Sao kỳ vậy? Tại vì cái điều kiện của tôi không có cái điều kiện của vậy tôi. Vậy là mình chỉ chọn mấy người giàu giàu thôi. Giàu giàu. Để chú Ly làm từ thiện. Đại khái là phải tương đối có cái điều kiện để cho tôi yên tâm, tôi phục vụ cho bà con. Có nghĩa là chú muốn kết nối với cô nào khá khá giàu giàu tí, để mà cô đó còn lo cho con chú, nuôi chú, và chú mới đi làm từ thiện cho người ta. Đúng không chú? Đúng vậy. Còn mấy cô mấy chị mà ở chợ thì coi như là chú không có khả năng. Tôi có cái đặc biệt là khi tôi thương người đó rồi, cái vấn đề sức khỏe là trên hết, có sức khỏe là có tất cả. Thì tôi là một bác sĩ, tôi sẽ lo sức khỏe trọn đời cho cô đó. Mình đi đau từ thiện là khỏi thì lo. Mình tự kiếm tiền, mình tự từ thiện, chứ sao mình lại bắt vợ mình đi từ thiện chú? Không phải bắt, nhưng mà đại khái là tôi đưa cái ý ấy, đồng ý thì được, mà không thì thôi đâu có sao đâu. Khó lắm. Không thì tôi vẫn làm, đi làm bình thường. Hôm nay vì khả năng của tôi vẫn kiếm được, tôi nuôi 3-4 người cũng được chứ không phải một người. Hôm nay chú ôm cái đàn này lên đây làm gì? Cái đàn này là tôi đi đánh đàn. Ở chú chơi lên cho mọi người xem nào. Mấy ông bầu đó, ôm vậy đó. Mời đi đánh đàn ca tài tử. Sao bao nhiêu chú? Đàn ca tài tử. Rồi đám dỗ, thôi nuôi đầy tháng, rồi đám cưới, kể cả đám ma, có tiền là tôi đi. Cho nên một tháng bình quân thì tôi cũng kiếm được, xem cũng gần 10 triệu. Cũng đủ sống, chứ không phải là tôi thiếu thốn gì. Không thiếu thốn mà mình lại cần vợ chu cấp 2 triệu thì chú nói là mâu thuẫn quá. Nếu vậy thì cũng đồng ý tôi, quan trọng là thương yêu tôi. Nếu không thiếu thốn thì tự mình lo. Thì tôi khỏi cần quần 2 triệu đó được, khỏi cần. Nhưng mà trong trường hợp đó thì tôi không thể. Chú cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu? Chú cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu? Tôi 100, một thước, hồi trước thì một thước 58, mà bữa nay thì còn có thước 55. Thuộc hả? Cân nặng nhiêu chú? 60. Phòng độ á. Phòng độ. Ê, gì vậy? Ta, lớn như. Không biết tắt luôn. Không biết tắt. Rồi, chú yêu cầu vậy là cũng hơi khó đấy, chứ không đơn giản đâu. Thì cái quan trọng nhất là tôi thấy tôi có hơn một số người là tôi lo sức khỏe cho bà xã của tôi. Rồi. Đó, sức khỏe, đau ốm khỏi lo. Bây giờ chú có lời nào muốn nhắn gửi tới cô Hằng 48 tỷ không? Thì tôi cũng rất muốn, vì tôi có quay rồi, tôi có quay cô La Thanh Hằng. Tôi cũng rất là tâm đắc, chứ còn không phải là cái tỷ. Ý là bây giờ mình có lời nào muốn nhắn gửi tới cô Hằng 48 tỷ không? Thì cũng mong muốn là được làm chồng cô thôi. Và rồi, tôi hứa là sẽ thủy chung bằng hành động, chứ không phải chỉ bằng đầu môi chót lưỡi. Rồi. Và lo sức khỏe cho cô. Thí dụ như trong đó có nghe cô nói cô hay bị choáng váng, Thì tất cả những cái bệnh lý choáng váng, thiếu máu não, thì là những cái trường hợp đó. Thì đối với tôi thì tôi chữa như ăn cơm bữa. Không cần một viên thuốc, chỉ cần 10 phút sau là hết ngay lập tức. Chú vậy là chú là nhân tài rồi. Đại khai là bây giờ cái khoa của tôi mới nhất hiện giờ trên thế giới. Rồi, thế thì hôm nay chú lên đây thì trước hết là anh em cảm ơn chú nhá. Cái yêu cầu của chú cũng hơi căng và hơi cao, hơi khó đấy, không phải đơn giản đâu.
thì hôm nay chúng đến đây thì trước hết thì thay mặt anh em cũng chúc chú mạnh khỏe ha. Còn được hay không thì tùy duyên nhá. Hôm nay chúng lên đây, chúng có cam kết tất cả những thông tin mình chia sẻ là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Dạ. Đồng ý không? Cũng nhờ chương trình. Chú hỏi nghe và trả lời. Dạ. Đồng ý hay không? Vâng vâng. Đồng ý hay không chứ vâng dạ gì? Chú không nghe không hiểu à? Hôm nay chú lên đây, chú có cam kết tất cả những thông tin mình chia sẻ là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Dạ, đúng, cam kết. Đồng ý ha? Ừ. Rồi, chú có đồng ý cho mọi người cũng như các bên liên quan sử dụng hình ảnh video và thông tin của mình để chia sẻ lên không gian mạng và cam kết là không gỡ xuống, chú đồng ý không? Dạ, đồng ý. Đồng ý ha? Rồi, yêu cầu của chú là hơi bị khó đấy, chứ không phải đơn giản đâu. À, nhưng mà thôi thì anh em cũng xin nói một lời nữa là nếu người đó không bằng lòng giúp cho con tôi 2 triệu thì cũng được, không sao hết, không sao hết. Rồi. Rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Rồi đừng quên để lại những lời bình luận góp ý cho chúng này bây giờ giải quyết như thế nào chứ căng quá anh em cũng bó tay luôn rồi. Rồi để lại những lời bình luận góp ý mọi người nhé. Rồi nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông, bấm thích, bấm theo dõi trang để được đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Đó, quá căng luôn. Uống bớt chưa? Đã nhiều. Đỡ nhiều rồi, anh uống được mấy chai rồi? Anh uống chẳng phải gần chục chai. Rồi, thế thì trước khi anh uống cái tình trạng bệnh anh thế nào? Coi như hồi trước á là cái bàn tay mình để thẳng ra gì phải không? Dạ. Là chỗ cái khớp ngón á là... Cái khớp ngón là ở cái bàn á. Nó sưng lên. Dạ. Nó phù lên, bây giờ nó xẹp và bằng luôn rồi. Ồ, vậy là nó sưng ngay cái khớp rồi anh thoái hóa khớp tay đó ha. Ờ. Rồi nó bị tê bì, nó bây giờ thì nó còn tê nhưng mà cái sưng thì nó đỡ nhiều lắm. Sau khi anh uống được mấy ngày thì nó bớt anh? Anh uống coi như là khoảng sang ngày thứ hai là anh thấy có cảm giác nó lạ rồi. Ồ, và thì 10 phần anh bớt được mấy phần rồi? 10 phần rồi bớt chắc cũng phải là 8 rồi. 8 phần rồi. Ý em hỏi anh là anh uống được mấy chai thì cảm giác là nó bớt? Thì nó từ chai thứ nhất đi là bắt đầu nó từ từ nó bớt rồi. À, hết chai thứ nhất là bắt đầu là bớt từ từ rồi ha. Vô tình anh hai cái bàn tay anh đan vào nhau cái anh giật mình luôn. Dạ. Yeah. Anh giật mình cái nó trời xong mà tự nhiên nó xẹp dữ vậy. Vậy là anh hợp thuốc á, may mắn á, chúc mừng anh. Chứ bình thường thì phải 1-2 chai thì bắt đầu nó mới chuyển biến từ từ. Coi như anh uống đến ngày thứ hai là anh có cảm giác nó khác rồi. Dạ dạ, vậy là anh hợp thuốc á. Anh ở đâu nhỉ? Anh ở hôm nay này, ngay gần em này. À hôm nay đúng rồi. Hôm nay đúng rồi. Vậy thì để em gửi cho anh một chai nữa nhá. Rồi ok. Rồi ok cảm anh, uống tốt nha. Thì anh giới thiệu giúp em nhá. Rồi rồi, có giới thiệu mấy người rồi, người ta cũng mua rồi đấy. Rồi em cảm ơn anh, em chào anh nhá. Rồi. Rồi.